Xin chào anh em, chào mừng quay lại với kênh xe 24 giờ của em ạ. Lời tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ giới thiệu cho em về một chiếc xe Hyundai Santa Fe máy xăng bản tiêu chuẩn ạ. Nó sẽ là phiên bản thấp nhất của dòng xe Hyundai Santa Fe anh em nhá. Vậy video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Hyundai Santa Fe máy xăng bản tiêu chuẩn này để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn nếu mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép đi vào vấn đề chính luôn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho em về phần giá xe. Với giá miễn của chiếc xe này đang là 1 tỷ 030 triệu ạ. Hiện tại là lý chúng em thì đang bán với giá đang là 1 tỷ 060 triệu em nhá. Tức là phải cộng thêm là 30 triệu tiền mặt đấy ạ. Uống bia phải kèm đạc ạ. Vậy thì chiếc xe này Santa Fe máy xăng bản tiêu chuẩn này làm anh nổi đang là 1 tỷ 145 triệu. Còn trả góp thì đang là 309 triệu ạ. Còn là tỉnh thì là 1 tỷ 116 triệu. Trả góp thì đang là 280 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 134 triệu. Trả góp thì đang là 298 triệu ạ. Còn một giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện sao, chi tiết bánh như nào thì anh em có điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất trường nhầm nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng option của chiếc xe Hyundai Santa Fe máy xăng bản tiêu chuẩn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m785 ạ, rộng là 1m90 nhá, còn cao là 1m730 đi ạ. Còn chiều dài cơ sở nó dài đang là 2m765 ạ. Còn khoảng sáng gầm xe nó đang là 18,5cm nhá. Nó rất là dài, rộng và cao đấy ạ. Phiên bản 21 này thì nó đã dài hơn, rộng hơn và cao hơn so cả phiên bản trước, cũng khá là nhiều đấy ạ. Đó. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần mặt lưới ca lăng. Mặt lưới ca lăng của chiếc xe Santa Fe phiên bản 21 này nó thay đổi cách hoàn toàn luôn nhá. Santa Fe nó sẽ được thiết kế nhìn trông nó thể thao hơn, mạnh mẽ hơn và nhìn trông nó sang trọng hơn rất là nhiều ạ. Có thanh nẹp chrome nó chạy từ phần cụm đèn bên trái chạy sang bên phải, giúp cho màn đằng trước nhìn cảm giác rất là rộng nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần cụm đèn này. Cụm đèn phía trước của chiếc xe Santa Fe bản tiêu chuẩn này thì cụm đèn nó vẫn sử dụng là đèn full LED em nhá, đèn full LED đấy. Phiên bản trước nó sử dụng đèn halogen thôi. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần trước nó có tính năng an toàn, đó chính là có cảm biến lùi nhá. Xin lỗi, có cảm biến góc trước nhá, sau có 4 cảm biến đấy ạ. 4 cảm biến góc trước nhá. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần sườn xe này. Phần sườn xe của chiếc xe Santa Fe phiên bản 21 này nó khá là giống so cả phiên bản 20. Nó được dập nổi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn và nhìn rất là thể thao ạ. Bản tiêu chuẩn thì phần sườn xe nó được thanh nẹp nó bằng nhựa rồi nhá. Còn phiên bản 20 bản đặc biệt hay bản cao cấp thì nó được thanh nẹp bằng chrome thì nó nhìn sẽ sang trọng hơn ạ. Còn đây chỉ là bản bằng nhựa thôi ạ. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần bánh xe này. Bánh xe của chiếc xe Santa Fe phiên bản 21 này, bản tiêu chuẩn này thì nó sẽ vành đúc hợp kim nhôm nhá. Vành sẽ là vành 18 anh em ạ. Đó. La răng thì nó là răng phai, nhìn thể thao, rất là thể thao anh em nhá. Màu bạc xám ạ. Và các tính năng an toàn gồm có là phanh ABS này, EBD này, BA này và rất nhiều tính năng an toàn. Em xin phép cuối video giới thiệu cho anh em ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu sẽ là cùng màu thân xe, tích hợp xe đấy sẽ là có xi nhan trên gương nhá. Và nó sẽ có chỉnh điện và gập điện ạ. Bản tiêu chuẩn này là sẽ không có camera 360 độ ạ. Chỉ duy nhất là bản cao cấp mới có thôi anh em nhá. Đó. Phần gương chiếu hậu thì nhìn nó rất là thể thao và mạnh mẽ. Còn gương chiếu hậu của phiên bản 2021 này thì nó khá là giống phiên bản 20 ạ. Tay nắm cửa thì tay nắm cửa sẽ mạ chrome phần phía trên, phía dưới sẽ là cùng màu thân xe. Nó giống như cả bản đặc biệt và bản cao cấp anh em nhá. Tay nắm cửa mạ chrome cho cả 4 cánh cửa đấy ạ. Đó. Ở đây giới thiệu cho anh em về phần trần xe này. Trần xe của chiếc xe Santa Fe bản tiêu chuẩn này sẽ là nó sẽ trần phẳng anh em nhé. Nó sẽ không có cửa sổ trời, toàn cảnh panorama giống bản cao cấp đấy ạ. Anten thì nó chuyển về anten vây cá rồi em nhá. Và đã thêm sau đó có thêm là giá lóc 2 thanh đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần bánh xe sau. Bánh xe sau giống như bánh chính nhá. Phanh sao là vành 18 inch, phanh đĩa cho cả 4 bánh ạ. Đây, giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe này. Phần đuôi xe cũng được dập nổi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe nhìn cảm giác rất là cứng cáp, chắc chắn và nhìn rất là thể thao. Về phần cản sau thì nó đã nhìn trông nó vuốt, nhìn nó gọn gàng hơn so với phiên bản trước ạ. Và bản này thì sẽ có cảm biến lùi 4 mắt anh em nhé. Còn để giới thiệu cho em về phần cụm đèn này. Cụm đèn phiên bản 21 này nó khác thêm một chút xíu so với cả phiên bản 10. Nhìn trông nó dài hơn và nó chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe. Giờ em mở cốp cho em xem này. Cốp của nó sẽ là cốp điện anh em nhá, cốp điện thông minh đấy ạ. Đây giới thiệu cho anh em về phần cốp trong này. Chiếc xe này thì thể hàng ghế thứ 3 thì gặp được 50-50 và hàng ghế thứ 2 gặp được 60-40 anh em ạ. Đó, cốp của chiếc xe này rất là rộng anh em nhá. Cốp rất rộng đấy ạ. Đó. Đây em sẽ đóng cửa vào. Còn tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần mức tiêu nhiên liệu của chiếc xe Santa Fe, máy xăng bản tiêu chuẩn ạ. Về mức teo nhiên liệu của nó thì đang ở trong đô thị đang là 12,07 lít nhá. Và ở ngoài đô thị thì đang là 7,09 lít ạ. Và kết hợp trung bình chỉ còn 8,92 thôi ạ. Ok, tiếp theo sẽ đi vào bên trong nội thất để giới thiệu cho em về nội thất ạ. Nội thất của chiếc xe bản tiêu chuẩn nó đã lột xác khoảng cách hoàn toàn do phiên bản trước nhá. Về phần màu sắc nó đã sử dụng màu nâu để kết hợp với màu đen giống như bản cao cấp ạ. Và đặc biệt đó chính là phần trung tâm điều khiển trung tâm ạ. Nó được bảng điều khiển trung tâm nó là quyển lặn bản nút rồi ạ. Rất là sang trọng anh em nhá. Còn để giới thiệu cho em phần ghế này, ghế được bọc da sờm rất mềm mại anh em ạ. Ghế được chỉnh điện 10 hướng em nhá. Chỉnh điện 10 hướng đấy ạ. Đấy. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần vô lăng này. Vô lăng của Santa là vô lăng 3 chấu nhá, được bọc da rất mềm mại ạ. Tích hợp trên đấy xe là có đàm thoại rảnh tay này, điều chỉnh âm lượng này và sẽ là có control là ga tự động này. Đó. Về túi khí thì bản này sẽ là có 6 túi khí anh em nhá. Sẽ có 6 túi khí đấy ạ. Còn giới thiệu cho anh em về bên cánh cửa này. Cánh cửa của nó sẽ là màu nâu và kết hợp màu đen ạ. Nhìn rất là sang trọng nhá. Ở đây giới thiệu cho anh em về các cái nút bấm ở trên cánh cửa như sau, gồm có là cục gương này, điều chỉnh 4 hướng của mặt gương này, lên xuống kính cho cả 4 cánh cửa. Đó, và chốt cửa này. Tiếp theo giới thiệu cho anh về hệ thống âm thanh. Âm thanh nó sử dụng âm thanh Harman Kardon nhá. Nghe rất là trong trẻo và sướng tai ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh về bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần chìa khóa của nó này. Chìa khóa của nó sẽ là có chìa khóa thông minh. Nó sẽ thêm một cái nút nữa, đó chính là để lổ từ xa anh em nhá. Ngoài ra đây là mở cốp này, khóa cửa và mở cửa. Về thiết kế của nó thì phiên bản 2021 này nó đã thay đổi khá là nhiều rồi nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần chìa khóa thông minh này. Đó chính là một chạm nhá. Rồi em sẽ bật on lên cho anh em xem đây ạ. Đây giới thiệu cho anh em về bảng đồng hồ táp lô của chiếc xe Santa Fe phiên bản 21 của chiếc xe bản tiêu chuẩn này thì em đánh giá của nó thì phần bản tiêu chuẩn này, bản 21 này nó khá là giống với cả phiên bản 2010 và 19 ạ. Đó là rất nhiều thông tin cho anh em nhá. Đây là vòng tua động cơ này, dưới này nhiệt độ nước làm mát này, còn đây chính là công tơ mét, còn dưới đó chính này đó chính là mức nhiên liệu anh em nhá. Còn đây màn hình thì đa thông tin này, nó là cho anh em về hình ảnh, âm thanh, về thiết kế và đặc biệt là nó sẽ cho rất nhiều anh em về thông tin và tình trạng xe mình như nào ạ. Con đèn màu đỏ và đèn màu vàng nó chính là đèn cảnh báo anh em nhá. Ở đây giới thiệu cho anh em về bên cần điều chỉnh ánh sáng này, nó sẽ có chế độ auto này, auto anh em nhá. Đó là chế độ tự động bật sáng khi mà trời tối hầm một tối đấy anh em ạ. Đó. Và ngoài ra nó sẽ lấy chuyển số trên vô lăng này. Còn đây giới thiệu cho anh em về cần gạt mưa này. Cần gạt mưa nó có chế độ auto anh em nhá. Auto là gì ạ? Tự động gạt mưa khi mà trời có mưa đấy ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần bên màn hình này. Màn hình có sẵn là màn hình cảm ứng 10,25 inch. Màn hình rất là to bản giúp cho chiếc xe nhìn cảm giác rất là sang trọng và nhìn rất là mạnh mẽ. Nó sẽ có kết nối AUX, USB, Bluetooth, có cả định vị chỉ đường cho anh em nhá. Ở đây giới thiệu cho anh em về phần hệ thống điều hòa này. Điều hòa của chiếc xe này nó sử dụng hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập anh em nhá. Hệ thống 2 vùng độc lập cho bản tiêu chuẩn đấy ạ. Còn đây các nút vẫn đã thiết kế nó đã kiểu cách rất là thể thao và mạnh mẽ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần sự khác biệt rất nổi bật bên trong nội thất, đó chính là phần cần số nhá. Nó sử dụng nó chính là bằng nút bấm anh em ạ. Nó thay đổi bằng cái cần gạt cổ điển để chuyển về đó chính là cần bằng nút bấm anh em nhá. Nhìn rất là sang trọng và rất là tiện lợi anh em ạ. Đó. Về phần hộp số thì đối với máy xăng thì nó sử dụng là hộp số tự động 6 cấp anh em ạ. Còn về máy dầu nó sẽ là sử dụng hộp số 8 cấp ly hợp kép anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về các cái chế độ như sau đây, hỗ trợ đổ đèo này, hâu là phanh tự động anh em nhá. Còn đây bật tắt cảm biến này. Còn đây đó chính là Most Driver, đã cả chế độ lái anh em nhá. Đây, em sẽ quay cho anh em về các chế độ lái này. Đây, đầu tiên là giới thiệu cho anh em về nó sẽ các chế độ lái như chế độ Comfort, chế độ bình thường này, chế độ Smart là chế độ thông minh này, chế độ tiếp theo là chế độ Sport là chế độ thể thao này và chế độ Eco là chế độ tiết kiệm nhiên liệu anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần phía dưới này nữa. Đó chính là phần các nút này thì đó là các nút chờ thôi anh em nhá. Ở bản cao cấp thì các đây là nút xây ghế em này. Còn đây giới thiệu cho anh em về chỗ này thì sẽ là có cổng sạc thông minh IQ này. Đây cho em ấy. Nó sẽ sạc thông minh IQ để đây nhá, cái cổng USB này, sạc điện thoại thông minh IQ để đây anh em nhá. Đó. Còn đây hộp tựa tay trung tâm này, rất là to bản, được bọc da sờ rất mềm mại ạ. Đây, rất là to anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đèn trần này. Đèn trần thì bản này sẽ khá là cơ bản thôi, nó sẽ có cái nút bấm như bấm cơ trực tiếp như này đi ạ. Đó. Còn đây mở cửa từ sáng và luôn luôn sáng như này anh em nhá. Bản này sẽ không có cửa sổ trời đúng không ạ? Trần xe sẽ là trần màu ghi anh nhá, trần phẳng sẽ không có cửa sổ trời ạ. Ok, rồi sắp sang ghế thứ hai, giới thiệu cho em về hàng ghế thứ hai ạ. Đây giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai này, hàng ghế thứ hai nó sẽ giống hàng ghế đầu tiên, đó chính là được hàng ghế mà bọc da sờ rất mềm mại ạ, và hàng ghế thứ hai cũng là màu nâu nhá. Và hàng ghế thứ hai nó có thể gặp được 60-40 ạ. Ok, giờ để em sâu vào bên trong để giới thiệu cho em ạ. Đầu tiên em giới thiệu cho anh em về độ rộng rãi trước nhá. Em cao 1m80 ạ. Đây, anh em thấy nào vẫn thừa khoảng một nửa găng tay nhá. Để chân thì rất thoải mái luôn này. Nếu anh nào mà cao to thì chắc chắn là chiếc xe này sẽ anh em không phải lăn tăn nó quá nhiều ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về thêm đó chính là cửa gió cho hàng ghế thứ hai này, và dưới này sẽ là có cổng sạc điện thoại 2 cửa anh em nhá. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần tổng quan cho em về phần đầu xe này. Đó. Quên không giới thiệu cho anh về hệ thống âm thanh. Âm thanh của nó sẽ là hệ thống âm thanh của nó sẽ là có âm thanh 6 loa anh em nhá. À xin lỗi ạ, 10 loa anh em ạ. Đó, hệ thống âm thanh 10 loa anh em nhá. Còn đây tổng quan cho em về tầng thiết kế về phần đầu xe, về phần hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Santa Fe bản tiêu chuẩn này thì em đánh giá nó phần nó rất là thiết kế của nó rất là tuyệt vời, và chiếc xe này thì em đánh giá nó rất là mạnh mẽ anh em nhá. Đó. Ok, giờ sang phần động cơ, giới thiệu cho em về động cơ ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về công suất cực đại này. Công suất cực đại chiếc xe này đang là 180 mã lực trên cho 6.000 vòng trên phút ạ. Còn mô men suất cực đại nó đang là 232 Nm trên 4.000 vòng trên phút nhá. Động cơ phiên bản 21 này nó sử dụng động cơ Smart Trim, nó sẽ là giảm thiểu và nhẹ hơn nhá. Còn đây giới thiệu cho em chi tiết bên trong này. Đầu tiên đó chính là nước rửa kính này. Còn đây nước làm mát anh em nhá. Còn động cơ vẫn là sử dụng động cơ 4 xi lanh thẳng hàng. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh về cổ hốt này, cổ hốt nó để lên rất là cao rồi ạ. Còn đây cầu chì này, ắc quy rất là to, dùng ắc quy khô. Còn màu vàng này đó chính là dầu phanh em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần tổng thể và những tính năng an toàn của chiếc xe Santa Fe phiên bản 21 này có gì không. Về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho em rồi. Tiếp theo là những tính năng an toàn của chiếc xe Santa Fe phiên bản 21 này, bản tiêu chuẩn này có gì không ạ. Đầu tiên đó chính là sẽ có cảm biến lùi này, camera lùi này, cảm biến trước này, hệ thống phanh ABS này, phân bố phanh điện tử LED này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, kiểm soát được kéo, cân bằng điện tử xe, hỗ trợ khởi ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc anh em nhá. Phiên bản 21 này nó thêm đó chính là cái cảm biến Absolute anh em nhá. Còn một số cái nhưng mà phiên bản tiêu chuẩn này nó sẽ không có, ví dụ như là hệ thống chống chói tự động này. Đấy, hệ thống tránh làn đường này, tránh va chạm này, cảnh báo người ngồi hàng ghế sau này. Đó. Và ngoài ra như là khóa an toàn trẻ em sẽ không có anh em nhá. Phanh tay điện tử thì bản này cũng đã có rồi, auto hold cũng có rồi. Phiên bản trước nó không sử dụng phanh điện tử mà nó dùng phanh chân ở dưới đấy ạ. Và ngoài ra thì nó phiên bản này sẽ không có đèn pha thích ứng này, camera 360 này, hỗ trợ làn đường thì bản này cũng không có anh em nhá. Bản này sẽ có đó chính là có hệ thống mã hóa động cơ chống trộm ạ. Túi khí thì bản này sẽ có 6 túi khí anh em nhá. Về phần màu sắc thì chiếc xe này về màu sắc phiên bản 21 này là không có sự thay đổi về màu sắc anh em nhá. Gồm có màu trắng như mình đang xem ạ, màu đen, màu đỏ, màu xanh đại dương, màu vàng cát, màu bạc. Đó. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe, tổng nhân bánh và những tính năng option của chiếc xe Santa Fe phiên bản 21 này rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Hyundai cũng như các hãng xe khác nhau để cho em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây ạ. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.